Để Thank you.
Cái này vừa xem băng dính đen đây là dính cái gì.
Kiểu con chó. Anh kiếm gì? Bên đây cho bạn kiếm này à? Tên tên máy. Cầm cái này ra từ trên máy. Chị dùng bảo giá 300 đấy. Nói ít mồm thôi, nói là chuyên môn đi. Đang về dữ liệu, chứ không phải là ông để ông lên một chỗ. Đức ơi, Đức, đừng quên ngay đâu, không nghe anh một cái. Không nghe, không nghe đi anh ạ. Hả? Cái gì đó? Anh nghe không nghe đi. Là B. Đây gì có này. Nhìn dây ở trên video này hỏi. Có áp video trên bàn rồi lại dây video quá. Căng đầu dây căng căng rồi nhưng mà đời đây là gần đây là con rộng cái này nó ở giữa này hiểu không, cứ lắp chuẩn lên lắp chuẩn vì lắp mặt bên này dây vào cắm dây vào. Tập trung như cái bàn lên đấy, ờ để như thế, thế mình nhấc lên nó dễ dàng hơn. Cái thứ hai nữa là tránh tình trạng bị cái gì rơi vào nó không bị bóng màn.
Okay.